mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các Bồ Tát kia oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn mới sanh về cõi đó. Mỗi vị đứng đầu nhận hoa vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, đồng nam đồng nữ từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có cúng dường Phật và Bồ Tát, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật, đi quanh trăm ngàn vòng, dâng hoa, bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong, giải trở lại phương Bắc. Do thần lực Phật nên hoa rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa đều có hóa Phật nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, khiến cho người nghe nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột. Bồ Tát đứng đầu và các tùy tùng thấy rồi vui mừng, khen chưa từng có. Mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, xong lui ngồi một bên. Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương Đông Bắc, tên là Định Trang Nghiêm, có Phật hiệu là Định Tượng Thắng Đức, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Bạt Già Phạm, đang an ổn trú chỉ tại đó, nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các chúng Đại Bồ Tát, trong đó có vị Bồ Tát tên là Ly Trần Dũng Mãnh. Thấy hào quang này, cõi đất biến động và thân tướng Phật, lòng sanh thắc mắc, đi đến trước Phật, đầu lại hai chân Phật bạch, bạch Đức Thế Tôn do nhân duyên gì mà có điểm lành này? Khi ấy, Đức Phật Định Tượng Thắng Đức bảo Đại Bồ Tát Ly Trần Dũng Mãnh: Này thiện nam tử, ở phía tây nam của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Bạt Già Phạm, nay đang an ổn trú trì tại đó, sắp nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng Đại Bồ Tát, do thần lực của Phật đó mà hiện ra điểm lành này. Khi ấy Ly Trần Dũng Mãnh nghe Phật nói rồi, vui mừng nhảy nhót, lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nay xin đến thế giới Kham Nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng Đại Bồ Tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, thần thông tự tại, ở thân sau cùng, nối ngôi vị Phật, cố xin rủ lòng thương xót chấp thuận. Khi ấy, Phật Định Tượng Thắng Đức bảo Bồ Tát Ly Trần Dũng Mãnh: hay thay, nay đã đúng lúc, được ông cứ khởi hành. Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, hoa này có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ Tát Ly Trần Dũng Mãnh và dặn: Người mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni như lời ta dặn bạch. Như Lai Định Tượng Thắng Đức xin ân cần thăm hỏi, ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng, việc đời chịu đựng được chăng, chúng sinh dễ độ chăng, rồi cầm hoa sen này dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại chúng ở đó, chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các đại Bồ Tát kia oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn mới sanh về cõi đó. Khi ấy, Bồ Tát Ly Trần Dũng Mãnh nhận hoa vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng trăm ngàn vô số đại Bồ Tát xuất gia tại gia và vô lượng trăm ngàn đồng nam đồng nữ đầu lạy chân Phật, đi vòng bên phải, rồi xin giã từ. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan, lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác, bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở hướng Đông Bắc đã đi qua, đến cõi Phật nào cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật, đi quanh trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên, Bồ Tát Ly Trần Dũng Mãnh tiến tới trước bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ở phía đông bắc của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Định Trang Nghiêm, có Phật hiệu là Định Tượng Thắng Đức, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Bạt Già Phạm,
Xin ân cần thăm hỏi Thế Tôn, Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm ngàn hoa sen sắc vàng ròng ấy, dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, rồi giải trở lại vô số thế giới chư Phật ở hướng Đông Bắc. Do thần lực Phật khiến cho các hoa này rơi khắp các cõi Phật, trong đài của các hoa này đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp tương ưng Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Hữu tình nào nghe được, đều đạt được quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy, Ly Trần Dũng Mãnh và các tùy tùng thấy việc này rồi, vui mừng nhảy nhót khen chưa từng có, mỗi người tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, xong lui ngồi một bên. Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy đến đây, tất cả cõi Phật ở phương Đông Bắc, mỗi cõi đều có các đức Như Lai hiện đang nói pháp màu cho đại chúng. Tại chỗ các đức Phật ấy, cũng đều có một vị Bồ Tát đứng đầu, thấy hào quang lớn ấy, cõi đất biến động, và thân tướng Phật đều đến chỗ Phật bạch. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điềm lành này? Khi ấy, các đức Như Lai kia, ngày nào cũng đáp, ở phía tây nam của cõi này có thế giới Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Do thần lực của Phật đó nên mới có điềm lành này. Các vị Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng, ngày nào cũng đều xin đến thế giới Kham Nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Phật và các vị Bồ Tát. Các đức Như Lai kia khen hay và cho đi. Các ngài trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn, người đem hoa này đến chỗ Phật kia bạch lại đầy đủ lời ta, xin ân cần thăm hỏi, ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa sen này dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bồ Tát, chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các Bồ Tát kia oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn mới sanh về cõi đó. Mỗi vị đứng đầu nhận hoa vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, đồng nam đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng dường bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có cúng dường Phật và Bồ Tát, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật, đi quanh trăm ngàn vòng, dâng hoa, bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong, giải trở lại phương Đông Bắc. Do thần lực Phật nên hoa rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này, đều có hóa Phật, nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, khiến cho người nghe nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột. Bồ Tát đứng đầu và các tùy tùng thấy rồi vui mừng, khen chưa từng có, mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, xong lui ngồi một bên. Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở hướng Đông Nam tên là Diệu Giác Trang Nghiêm, rất dễ ưa thích. Có Phật hiệu là Liên Hoa Thắng Đức Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm, đang an ổn trú trì tại đó, nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các đại Bồ Tát. Trong đó có vị Bồ Tát tên là Liên Hoa Thù, thấy hào quang lớn này, cõi đất biến động, và thân tướng Phật lòng sanh thắc mắc, đi đến trước Phật, đầu lại hai chân Phật, bạch, bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điềm lành này? Khi ấy Đức Phật Liên Hoa Thắng Đức bảo Đại Bồ Tát Liên Hoa Thủ, này thiện nam tử, ở phía tây bắc của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm, đang an ổn trú trì tại đó, sắp nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng đại Bồ Tát, do thần lực của Phật đó mà hiện ra điểm lành này.
Khi ấy Liên Hoa Thủ nghe Phật nói rồi, vui mừng nhảy nhót lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nay xin đến thế giới Kham Nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái cúng dường Đức Như Lai, Thích Ca Mâu Ni và các chúng đại Bồ Tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, thần thông tự tại, ở thân sau cùng nối ngôi vị Phật, cú xin dù lòng thương xót chấp thuận. Khi ấy Phật Liên Hoa Thắng Đức bảo Bồ Tát Liên Hoa Thủ: hay thay, nay đã đúng lúc được, ông cứ khởi hành. Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ Tát Liên Hoa Thủ và dặn: Người mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, như lời ta dặn bạch. Như Lai Liên Hoa Thắng Đức xin ân cần thăm hỏi: Ngài được ít bệnh, ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa sen này dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại chúng ở đó, chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồ Tát kia oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn mới sanh về cõi đó. Khi ấy Bồ Tát Liên Hoa Thủ nhận hoa vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng trăm ngàn vô số đại Bồ Tát xuất gia tại gia và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đồng lại chân Phật đi vòng bên phải, rồi xin giã từ. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan, lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương Đông Nam đã đi qua, đến cõi Phật nào cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật đi quanh trăm ngàn vòng, dâng hoa, bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong giải trở lại hướng Đông Nam, do thần lực Phật khiến hoa rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này đều có hóa Phật nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, khiến cho người nghe nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột. Bồ Tát đứng đầu và các tùy tùng thấy rồi vui mừng khen chưa từng có, mỗi người tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, xong lui ngồi một bên. Lúc bấy giờ thế giới tận cùng của vô số thế giới ở hướng Tây Nam tên là Ly Trần Tụ, có Phật hiệu là Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Minh Hạnh Viên Mãn Thiện Thệ Thế Gian Dài Vô Thượng Trượng Phu Điều Ngự Sĩ Thiên Nhân Sư Phật Bạt Già Phạm đang an ổn trú trì tại đó, nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các đại Bồ Tát. Cõi đó có Bồ Tát tên là Nhật Quang Minh, thấy hào quang lớn này, cõi đất biến động và thân tướng Phật, lòng sanh thắc mắc, đi đến trước Phật, đầu lại hai chân Phật bạch: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điềm lành này? Khi ấy Đức Phật Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức bảo Đại Bồ Tát Nhật Quang Minh: Này thiện nam tử, ở phía đông bắc của cõi này trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Minh Hạnh Viên Mãn Thiện Thệ Thế Gian Dài Vô Thượng Trượng Phu Điều Ngự Sĩ Thiên Nhân Sư Phật Bạt Già Phạm nay đang an ổn trú trì tại đó, sắp nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng đại Bồ Tát. Do thần lực của Phật đó mà hiện ra điểm lành này. Khi ấy, Nhật Quang Minh nghe Phật nói rồi vui mừng nhảy nhót, lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nay xin đến thế giới Kham Nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái cúng dường Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng đại Bồ Tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, thần thông tự tại, ở thân sau cùng nối ngôi vị Phật, cúi xin dù lòng thương xót chấp thuận. Khi ấy Phật Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức bảo Bồ Tát Nhật Quang Minh: hay thay, này đã đúng lúc, được, ông cứ khởi hành. Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ Tát Nhật Quang Minh và dặn: Người mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, như lời ta dặn bạch.
Như Lai Nhật Luân biến chiếu thắng đức, xin ân cần thăm hỏi. Ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa sen này dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật và các đại chúng, chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồ Tát kia oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn mới sanh về cõi đó. Khi ấy, Bồ Tát Nhật Quang Minh nhận hoa vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng trăm ngàn vô số đại Bồ Tát xuất gia tại gia và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đầu lễ chân Phật, đi vòng bên phải rồi xin giã từ. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan, lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác, bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở hướng Tây Nam đã đi qua, đến cõi Phật nào cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật, đi quanh trong ngàn vòng rồi lui đứng một bên. Bồ Tát Nhật Quang Minh tiến tới trước bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ở phía Tây Nam của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Ly Trần Tụ, có Phật hiệu là Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm, xin ân cần thăm hỏi Thế Tôn. Ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng ấy dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Khi ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, rồi giải trở lại vô số thế giới chư Phật ở hướng Tây Nam, do thần lực Phật khiến cho các hoa này rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này đều có hóa Phật ngồi kiết già nói pháp tương ưng Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Hữu tình nào nghe được nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy, Nhật Quang Minh và các tùy tùng thấy việc này vui mừng nhảy nhót, khen chưa từng có. Mỗi người tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, xong lui ngồi một bên. Cứ như vậy, từ thế giới tận cùng ấy đến đây, tất cả cõi Phật ở hướng Tây Nam mỗi cõi đều có các đức Như Lai hiện đang nói pháp màu cho đại chúng. Tại chỗ các đức Phật ấy cũng đều có một vị Bồ Tát đứng đầu, thấy hào quang lớn ấy, cõi đất biến động và thân tướng Phật, đi đến trước Phật bạch: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điềm lành này? Khi ấy các đức Phật kia ngày nào cũng đáp: Ở phía đông bắc của cõi này, có thế giới Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, do thần lực của Phật đó nên mới hiện điềm lành này. Các vị Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng, ngày nào cũng đều xin đến thế giới Kham Nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Phật và các vị Bồ Tát. Các đức Như Lai kia khen hay và cho đi. Các ngài lấy hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn: Người đem hoa này đến chỗ Phật kia bạch lại đầy đủ lời ta, xin ân cần thăm hỏi, ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng, việc đời chịu đựng được chăng, chúng sanh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa sen này dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các Bồ Tát, chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các Bồ Tát kia oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn mới sanh về cõi đó. Mỗi vị đứng đầu nhận hoa vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, đồng nam đồng nữ từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng dường, bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có cúng dường Phật và Bồ Tát, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật, đi quanh trăm ngàn vòng, dâng hoa, bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong, giải trở lại hướng Tây Nam, do thần lực Phật, nên hoa rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa đều có hóa Phật nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, khiến cho người nghe nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột.
Bồ Tát đứng đầu và các tùy tùng thấy rồi vui mừng khen chưa từng có. Mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, xong lui ngồi một bên. Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở hướng Tây Bắc tên là Chân Tự Tại, có Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Thắng Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điểu ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm đang an ổn trú trì tại đó, nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các chúng đại Bồ Tát. Trong đó có vị Bồ Tát tên là Bảo Thắng, thấy hào quang lớn này, cõi đất biến động và thân tướng Phật, lòng sanh thắc mắc, đi đến trước Phật, đầu lại hai chân Phật bạch: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm lành này? Khi ấy Đức Phật Nhất Bảo Cái Thắng bảo Đại Bồ Tát Bảo Thắng: Này thiện nam tử, ở hướng đông nam của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điểu ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm nay đang an ổn trú trì tại đó, sắp nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng đại Bồ Tát, do thần lực của Phật đó mà hiện ra điểm lành này. Bảo Thắng nghe rồi vui mừng nhảy nhót lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nay xin đến thế giới Kham Nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng đại Bồ Tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, thần thông tự tại, ở thân sau cùng nối ngôi vị Phật, cúi xin rủ lòng thương xót chấp thuận. Khi ấy Phật Nhất Bảo Cái Thắng bảo Bồ Tát Bảo Thắng: hay thay, nay đã đúng lúc, được ông cứ khởi hành. Đức Phật liền lấy ngàn cảnh hoa sen sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm, trao cho Bồ Tát Bảo Thắng và dặn: Ngươi mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni như lời ta dặn bạch. Như Lai Nhất Bảo Cái Thắng xin ân cần thăm hỏi: Ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng? Việc đời chịu đựng được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa sen này dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự.